Mấy cái màn nó hơi trục trặc quá nhỉ. Em vẫn đang nghe được không? Dạ tụi em nghe được á thầy. Rồi, chúng ta tiếp tục trở lại nhé. Slide bạn thấy đúng không? Dạ. Rồi. Thì cái module cơ thể người là một trong những cái module mà nó chiếm nhiều cái thời lượng nhất mà trong cái môn học của chúng ta trong những cái năm đầu. Vì cái môn môn cơ thể người này nó bao gồm rất nhiều những cái môn học ở trong đó, rất nhiều những môn trong đó như là giải phẫu này, như là sinh lý này, như sinh hóa này, là ký sinh à. Thì tất cả những cái môn đó đều cái thời lượng nó rất dài à. Chính vì vậy cái môn cơ thể người là một trong những môn mà khi chúng ta thi, chúng ta học thì đòi hỏi chúng ta phải theo dõi rất là kỹ à. Vì nó rất nhiều cái môn học ở trong đó à. Vì vậy trong cái phần nhập môn hay là chúng ta gọi là phần mở đầu của mô đun cơ thể người thì tôi cũng có một số các vấn đề để giúp cho mấy em khi chúng ta học cái mô đun này có thể tốt hơn. Thì khi học cái mô đun này về lý thuyết chúng ta sẽ nắm được một số cái thông tin như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ trình bày được cái đối tượng nghiên cứu, vị trí, phạm vi nghiên cứu của cái môn giải phẫu học. Giải phẫu học chính là một cái môn học chiếm cái thời lượng rất nhiều ở trong cái module này. Thứ hai là khi chúng ta học, chúng ta cũng sẽ áp dụng được một số cái nguyên tắc đặt tên để giải thích được các danh pháp khi sử dụng trong môn giải phẫu. À, chút nữa chúng ta cũng sẽ được thấy rằng trong giải phẫu chúng ta có rất nhiều những cái chi tiết và sẽ có rất nhiều những cái tên gọi khác nhau để cho cùng một cái chi tiết. Và vì vậy hiện nay chúng ta cần phải có sự thống nhất khi chúng ta đặt tên những cái chi tiết của giải phẫu học để chúng ta tránh sự chồng chéo lên nhau và khi chúng ta sử dụng cho nó thống nhất. Cái thứ ba là chúng ta biết được một số các mặt phẳng trong giải phẫu học liên quan tới vấn đề định hướng trong không gian ba chiều. Thì vấn đề này nó cũng đơn giản vì vấn đề này mấy em cũng đã được nắm trong phần hình học không gian. Chúng ta hay có ba mặt phẳng trong không gian đúng không ạ? Mặt phẳng ngang, mặt phẳng đứng ngang, mặt phẳng đứng dọc à, thì cái này chúng ta cũng đã nắm thì chút nữa chúng ta sẽ được nhắc lại các ba mặt phẳng này. Thứ tư, chúng ta sẽ trình bày được mức độ phức tạp về cấu tạo của cơ thể người à, từ mức độ chúng ta gọi là mức độ phân tử à, mức thứ hai là mức độ về vi vi thể và thứ ba đó là mức độ về đại thể à, chúng ta có thể nhìn như kính hiển vi điện tử, nhìn như kính hiển vi quang học, nhìn như kính hiển vi nhìn bằng mắt thường đúng không ạ, để chúng ta xác định được những các cấu trúc của cơ thể người của chúng ta. Cái thứ năm, chúng ta sẽ mô tả được thành phần, vị trí, đặc điểm, hình dáng cũng như chức năng của các hệ cơ quan, như chúng ta có các phần hệ vận động, như chúng ta có trong đó bao gồm hệ xương, khớp, hệ cơ, cấu trúc của hệ thần kinh, hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, hệ sinh dục, hệ giác quan và cái hệ nội tiết. Hệ nội tiết. Chúng ta giải thích được mối tương quan hữu cơ giữa hình thái chức năng của các cấu trúc bên trong của cơ thể người. Hình thái và chức năng, ở đây ví dụ chúng ta nói rằng tại sao tim về hình thái nó có hình tháp. Tôi lấy ví dụ, và tại sao nó nằm bên trái.
về đứa chức năng của con người, tại sao quả tim của chúng ta với chức năng hình tháp đó, với bốn cái ngăn tim thì nó từ vấn đề đưa máu đến các cơ quan, rút máu từ các cơ quan trở về tim vân vân, và nó ảnh hưởng tới chức năng hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Thứ bảy, chúng ta trình bày được cái nguyên lý hạn định nội môi. Nội môi nghĩa là môi trường bên trong của cơ thể của chúng ta. Đây là một cái môi trường rất quan trọng, nó quyết định sự sống của cơ thể của chúng ta. Chúng ta chỉ cần thay đổi một chút về yếu tố, về các yếu tố vi lượng ở trong môi trường trong cơ thể thôi. Ví dụ như các ion thì nó cũng đã thay đổi, đưa đến cái sự thay đổi về cấu trúc hoạt động của cơ thể người chúng ta. Và đó chính là lý do tại sao chúng ta có những cái cơ quan mà nó quyết định, nó ảnh hưởng tới những sự hạn định nội môi, như chúng ta có gan, có thận, đúng không? Chúng ta sẽ trình bày được chức năng về mô học, hay chúng ta còn gọi là mức độ vi thể của các tế bào, của các mô. Và chúng ta trình bày được chức năng của các hệ thống đại thể, đó là của hệ thống các cơ quan và hệ thống của các cơ quan. Đây chính là phần cái nhiệm vụ của một môn sinh lý đấy. Chúng ta sẽ trình bày được các cơ chế điều hòa hoạt động của cơ thể. Cơ thể chúng ta thường hay nói là một cái khối thống nhất. Và như vậy sự hoạt động cơ thể của chúng ta sẽ được điều phối từ rất nhiều các yếu tố. Các yếu tố. Và trong đó, các yếu tố quan trọng là yếu tố về thần kinh và yếu tố về thể dịch trong cơ thể chúng ta sẽ được điều hòa hoạt động. Yếu tố thể dịch thường thông qua các cấu trúc về nội tiết. Yếu tố về thần kinh đó là liên quan về thần kinh cao cấp của chúng ta, đó là từ não bộ, từ tủy gai. Và thường biểu hiện ra bên ngoài đó chính là bằng những cái cung phản xạ. Chúng ta sẽ giải thích và ứng dụng được một số kiến thức của giải phẫu vào một số cái triệu chứng và tình huống lâm sàng. Ví dụ, chúng ta thấy tại sao khi gãy xương thì sẽ có từ một số vị trí gãy xương nó chiếm tỷ lệ cao hơn ở những vị trí khác. Ví dụ trong gãy xương đòn, xương đòn là cái xương nằm ở phía trước cổ chúng ta nằm ngang đó, chúng ta gọi là xương gán, thì vị trí gãy đa phần 90% là gãy ở 1/3 ngoài của xương đòn. Vậy lý do tại sao? Thì cái giải phẫu học này sẽ giúp chúng ta ứng dụng được trong giải thích cái triệu chứng này. Hoặc trong một số cái trường hợp về giải thích về chức năng, chúng ta nói rằng tại sao ví dụ gan lại có chức năng thải độc, chúng ta thường hay nói đúng không ạ? Thì như vậy kiến thức của mô học, kiến thức của hóa sinh hóa cũng sẽ giúp chúng ta kết hợp cùng với giải phẫu để giải thích được cái chức năng của gan, Như vậy chúng ta thấy rằng các kiến thức về giải phẫu học thì nó sẽ liên quan với rất nhiều những kiến thức của các cơ quan khác để giúp chúng ta giải thích được các triệu chứng trên lâm sàng cũng như là giải thích được các chức năng các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Mục tiêu thứ 11 là chúng ta sẽ mô tả được sự phát triển hình thành của cơ quan từ lúc thụ tinh, và đặc biệt chính là từ cái chúng ta gọi là tạo thành các phôi, đúng không ạ? Phôi. Và nó sẽ giúp chúng ta hình thành của các cơ quan của hệ thống như là hệ thống tiêu hóa, của tim mạch, của thần kinh, và từ đó chúng ta sẽ giải thích được một số các dị tật bẩm sinh của các cơ quan. Ví dụ chúng ta thấy ở tim tại sao chúng ta có các dị tật như chúng ta gọi là bệnh lý thông liên nhĩ hoặc thông liên thất, nhưng mà tại sao ở trong bệnh lý của về đường tiết niệu chúng ta sẽ có những cái cấu trúc chúng ta gọi là rò, những cái ống dẫn nước tiểu ra tới thành bụng, vân vân. Thì tất cả những cái cấu trúc đó chúng ta gọi là các dị tật bẩm sinh, và những dị tật bẩm sinh đó xuất hiện là do cái sự thay đổi không hoàn chỉnh khi trong thời kỳ phôi thai. Và như vậy chúng ta cũng sẽ nắm được sự phát triển của phôi thai từ lúc chúng ta thụ tinh tạo thành phôi cho đến các cơ quan như thế nào, để từ đó chúng ta lý giải được một số các dị tật bẩm sinh có thể xuất hiện. Thì dị tật bẩm sinh chúng ta thấy ở cơ quan nào cũng có cả, tuy nhiên chúng ta thường hay gặp nhiều là ở hệ thống tim mạch, hệ thống tiêu hóa, hệ thống tiết niệu sinh dục. 12 là chúng ta sẽ nắm được về các cấu tạo của các loại mô. Cái phần này trong phần mô học sẽ giải thích cho chúng ta thế nào là các mô liên kết, thế nào là các loại mô đệm. Chúng ta sẽ giải thích được các loại mô này. Tiêu của thường thứ 13 là chúng ta sẽ
tìm được cái sự tương tác giữa cơ thể chúng ta với các vi sinh vật. Hay nói khác đi, là chúng ta sẽ biết được các chức năng, cơ chế tác động của các vi sinh vật đối với cơ thể người chúng ta như thế nào. Thì vi sinh vật ở đây sẽ bao gồm có các loại virus, đúng không ạ? Vi khuẩn và ký sinh trùng. Ký sinh trùng. Thì để biết được thì chúng ta thường phải xác định được cái con vi sinh vật này thường xuất hiện ở đâu, cái nguồn của nó ở đâu, nó lây lan theo như thế nào, vào trong cơ thể người chúng ta nó sẽ đi qua những cấu trúc gì và tác động ra sao, đúng không? Ví dụ chúng ta thấy chúng ta nhiễm một cái con ký sinh trùng, là cái con chúng ta hay gọi là con amip chẳng hạn, chúng ta nhiễm trùng ăn do chúng ta ăn thức ăn có cái con amip. Nhưng mà trong quá trình đi di chuyển trong cơ thể người chúng ta thì nó không phải chỉ lây tác động ở trên đường tiêu hóa, mà nó có thể tác động ở trên trên cấu trúc của gan, đến áp xe gan, hoặc nó đi lên não, gây ra áp xe não, vân vân. Vậy nó đi rất nhiều. Hoặc là chúng ta có cái đường đi của cái con sáng lá gan, chúng ta nghĩ rằng nó ở trong trong gan thôi, nhưng không, nó lại có thể lên trên não, hoặc đi trên các tổ chức mô ở dưới da, vân vân. Như vậy trên đường đi nó sẽ có tác động rất nhiều đối với các cơ thể của chúng ta. Hoặc là chúng ta thường nghe nói tới sốt rét chẳng hạn, đó là do con ký sinh trùng sốt rét, do con muỗi anopheles, đúng không ạ? Thì ký sinh trùng sốt rét đó thì khi vào máu thì nó lại làm phá hủy hồng cầu, gây ra vỡ hồng cầu, gây ra thiếu máu, từ đó gây ra ảnh hưởng tới các cấu trúc liên quan tới cấu trúc của máu như là gan lách, làm lách to, gan to, vân vân. Thì chúng ta sẽ biết được các cấu trúc liên quan như thế nào giữa cái phần vi sinh và cái phần cơ thể người của chúng ta. Đặc biệt là hiện nay chúng ta đang có cái dịch mà chúng ta gọi là COVID, phải không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ được các thầy cô trình bày một phần về các phần vi sinh, về cấu trúc của virus như thế nào, tác động trên cơ thể chúng ta ra sao, tại sao hiện nay cái cơ chế mà chúng ta gọi là vaccine là sử dụng ARN hay không sử dụng, ít khi sử dụng ADN, vân vân. Thì chúng ta sẽ biết được một số tính năng để chúng ta biết được. Như vậy đó là một số mục tiêu về lý thuyết mà chúng ta cần nắm trong cái module này. Chúng ta thấy nhiều không ạ? Module này rất nhiều môn, đúng không? Rất nhiều môn. Về cái phần mục tiêu thực hành nghĩa là chúng ta phải được thực tập ở trên các labo, hoặc là chúng ta thực tập ở trên các cơ quan, trên các phòng thực hành. Như vậy, mục tiêu thực hành thì bắt buộc chúng ta phải nắm được một số cái mục tiêu như sau. Thứ nhất là chúng ta phải xác định được các mối tương quan với các mặt không gian trong ba buổi môn giải phẫu, trong không gian ba chiều mà chúng ta nói, ba cái mặt phẳng mà chúng ta nói, mặt phẳng đứng ngang, đứng dọc và mặt phẳng ngang. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải kể tên được các chi tiết, hay chúng ta gọi là định danh đó, kể tên được các chi tiết cấu trúc giải phẫu của các từng cơ quan trên các mô hình, trên xương, trên các cấu trúc về các thiết đồ, rồi cả trên trên xác, trên xác. Chúng ta sẽ xác định được những cái mốc giải phẫu bề mặt, hay nói khác đi, đó là những cái hình chiếu của các cơ quan trên bề mặt của cơ thể người. Đây là những cái mốc rất quan trọng để giúp cho chúng ta sau này khi chúng ta đi thăm khám về lâm sàng. Ví dụ chúng ta thường hay nghe nói chúng ta nghe tim, chúng ta thường đặt ống nghe bên trái. Vậy lý do tại sao chúng ta nghe bên trái và nghe những cái vị trí nào ở bên trái? Thì đó chính là những hình chiếu của tim ở trên bề mặt ở lồng ngực của chúng ta để chúng ta xác định. Hoặc là chúng ta khám gan, chúng ta nói chúng ta khám ở phía bên phải, nhưng mà chúng ta phải xác định là nằm ở phía trên cung sườn bao nhiêu, nằm ở dưới bờ sườn như thế nào, vân vân. Thì như vậy đó chính là hình chiếu của gan trên bề mặt của cơ thể người chúng ta. Thì đây cũng là những cái mốc rất quan trọng mà khi đi học mấy em nên hỏi các giảng viên, các giáo viên, để chúng ta xác định được những cái mốc này để sau này chúng ta thăm khám cho nó chính xác. Chính xác. Mục tiêu thực hành thứ tư là chúng ta chủ yếu ở đây là chúng ta nhìn được các cấu trúc về vi thể ở dưới kính hiển vi quang học, hay nói khác đi, đây là chúng ta xác định những cái tiêu bản của các cơ quan trên kính hiển vi. Thì những cái tiêu bản này đấy chính là, hay chúng ta gọi là những cái phần về mô mô học, mô học. Cái phần mà kính hiển vi mà chúng ta xác định cấu trúc vi thể của mô học này, thì đây là một trong những cái mà thường chúng ta cũng rất khó, vì hầu như khi chúng ta nhìn dưới kính hiển vi các mô học nào nó cũng gần giống 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 nhau, giống nhau, nên chúng ta phải cẩn thận.
Một trong một cái trong này phần mục tiêu thực hành, tôi không có đề cập như trong này, nhưng nó sẽ được đề cập trong một phần khác khi chúng ta học, đó là phần kỹ năng. Ở đây chúng ta có một cái môn, một phần đó phần kỹ năng. Thì trong phần kỹ năng đó liên quan tới một số các kỹ năng lâm sàng ứng dụng cho chúng ta. Ví dụ chúng ta xác định tĩnh mạch để chúng ta chích thuốc, chúng ta xác định phần chi tiết của xương gãy để băng bó vết thương, vân vân. Thì những phần này trong cái phần kỹ năng sẽ được xác định riêng về các mục tiêu để chúng ta thực tập trên phần kỹ năng. Và chúng ta cũng lưu ý phần kỹ năng là một trong những cái phần quan trọng, và chúng ta cũng đã được thầy Vinh đúng không ạ, đã thông báo đây chỉ là một trong những cái phần thực để xác định chúng ta được cái điểm về quá trình đúng không ạ, xác định được quá trình. Trong như chúng ta đã nói, trong cái môn về mô đun cơ thể người thì giải phẫu học chiếm một cái thời lượng rất lớn, rất lớn. Chính vì vậy trong cái phần này thì chúng ta cũng sẽ nhắc được rất nhiều những cái phần mục tiêu của cái phần giải phẫu học, giải phẫu học. Như vậy trong này hồi nãy chúng ta thấy rằng giữa cái giải phẫu học và cái phần mục tiêu chung của cái mô đun cơ của mô cơ thể người có những một số cái mục tiêu mà nó sẽ bị trùng lấp, trùng lấp. Như vậy để nhấn mạnh thì chúng ta thấy rằng một số cái mục tiêu gọi là chuyên biệt trong phần này chúng ta cần phải nắm để chúng ta xác định rõ. Xác định rõ thì chúng ta gồm có một số mục tiêu chuyên biệt như sau. Thứ nhất là chúng ta phải xác định được trở lại cái mối liên quan giữa các cơ thể người chúng ta, các cấu trúc trong cơ thể người chúng ta, để chúng ta xác định được đó là cái cơ thể chúng ta là một cái thể thống nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải xác định được cái mức độ phức tạp của cấu trúc cơ thể người từ vi thể cho tới đại thể, từ vi thể cho tới đại thể, nghĩa là cấu trúc từ mô học cho tới về giải phẫu. Chúng ta phải biết được, phải kể tên được các đối tượng nghiên cứu của giải phẫu học và nêu được cái định nghĩa của môn giải phẫu học. Chúng ta sẽ mô tả được cái phạm vi nghiên cứu của giải phẫu học. Chúng ta trình bày được vai trò của cái môn giải phẫu học đối với y học. Chúng ta được phân tích được các nguyên tắc đặt tên trong danh pháp của giải phẫu, và chúng ta cho được cái ví dụ. Những cái phần này là mấy em cần phải lưu ý kỹ, vì trong cái phần chúng ta kiểm tra hoặc là trong những cái phần mà các câu hỏi chúng ta sẽ có những cái phần chúng ta xác định cho được những cái nguyên tắc đặt tên này. Đây, nguyên tắc đặt tên này. Như hồi nãy chúng ta cũng nói, ba mặt phẳng của giải phẫu học rất quan trọng, chúng ta cần phải xác định được ba cái mặt phẳng này. Chúng ta thấy như chúng ta đã nãy giờ chúng ta cứ nhấn mạnh cơ thể người chúng ta là một cái thể thống nhất, vậy nó thống nhất như thế nào, thống nhất như thế nào? Chúng ta thấy rằng cơ thể chúng ta với cấu trúc, với nếu chúng ta nhìn từ ngoài vào trong là tổ chức da chẳng hạn, mô liên kết, tổ chức có những tổ chức cơ được cung cấp máu từ các hệ thống tim mạch, được cung cấp sự vận động từ các hệ thống về thần kinh và được nâng đỡ từ hệ thống về xương khớp, đồng thời hoạt động duy trì của nó từ các cơ quan như là tim, như là thận, như là não, gan, vân vân. Như vậy nếu xét về mặt đại thể thì cơ thể chúng ta muốn hoạt động được thì đều có sự gắn kết giữa các cơ quan với nhau, giữa các cơ quan với nhau đúng không? Chính vì vậy chỉ cần tổn thương một những cái thành phần nào trong cơ thể chúng ta đều đưa đến sự mất mát, và đôi khi những sự mất mát đó không thể bù đắp được, không bù đắp được và đưa đến tử vong đúng không? Tử vong. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng cơ thể chúng ta nếu nhìn cho cùng tất cả đều phải được gắn kết liên kết với nhau, và một cái nhìn đơn giản đầu tiên đó là chúng ta thấy rõ ràng cơ thể chúng ta được nâng đỡ chính là bằng hệ thống là xương khớp, tiếp theo là hệ thống cơ để giữ gìn nó và giúp chúng ta vận động được trên cái khung đó, và được cung cấp máu nuôi dưỡng từ hệ thống các hệ thống mạch máu, và được bao phủ bên ngoài nâng đỡ bằng hệ thống da và tổ chức da. Như vậy về trong cái mô đun này chúng ta nhắc lại, hình như là chúng ta nói rất nhiều các môn học đúng không? Về kết cấu của mô đun này chúng ta sẽ bao gồm những thành phần nào? Chúng ta nhắc lại một cách để chúng ta có thể xác định rõ ràng. Về mô đun này, thứ nhất là chúng ta phải xác định được khi chúng ta học, chúng ta phải xác định được cái hình thái và cấu trúc đại thể. Hay nói khác đi, đó là chúng ta nắm được về mặt giải phẫu học. Cái thứ hai là chúng ta nắm được hình thái và cấu trúc về vi thể, hay khác đi, đó là cấu trúc về mô học.
Cái thứ ba là chúng ta nắm được về cái sự phát triển của cơ thể chúng ta từ lúc chúng ta thụ thai, chúng ta tạo thành phôi, phát triển thành cơ thể người trưởng thành như thế nào. Đó là phần phôi thai học. À, chúng ta gọi là phôi thai học. Thứ tư là các phần về chức năng của cơ thể của chúng ta, các cơ quan như thế nào. Hay nói khác đi, đây chính là phần của sinh lý học, về phần sinh hóa, không ạ? À? Để chúng ta biết được phần chức năng của cơ thể người chúng ta ra sao. Và cái phần thứ năm của hệ thống vi sinh vật với cơ thể chúng ta như thế nào, qua những con đường như thế nào, nó tác động ra sao, đúng không? Như vậy đây là phần chung của một cái module của chúng ta sẽ bao gồm những cái thành phần chính như thế này. Về độ phức tạp về cấu trúc thì cơ thể người chúng ta biết rồi. Phần này chúng ta chỉ nói qua vì chúng ta đã biết trong phần về sinh học bậc 2, đúng không ạ? Thì cơ thể chúng ta bắt đầu từ những mức độ về chất hóa học, rồi tạo thành những thành phần về tế bào, rồi các thành phần về mô, đối với các cơ quan, rồi các hệ thống cơ quan, và tạo thành cơ thể người, các bạn. À, thì cái phần này chúng ta không cần nói nhiều, vì chúng ta đã biết rồi. À, ở trong cái phần module này, như chúng ta thấy đó, chúng ta chỉ chú ý nhiều tới mức độ về ở mô học và mức độ về đại thể, nghĩa là từ mức độ về các tế bào và mức độ hình thành của các cơ quan. Và một phần đó là sự phát triển của phôi, phôi thai. Và phần chính của chúng ta hôm nay đó là chúng ta nói về cái môn giả phổ học. Về định nghĩa của môn học này, định nghĩa của môn học này thì giả phổ học là một cái môn học mà giúp chúng ta nghiên cứu về hình thái và cấu trúc của các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Hình thái và cấu trúc của các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Thế nào là hình thái? Hình thái là chúng ta thấy được hình dạng của nó, đúng không ạ? Và cấu trúc ở đây là cấu tạo của nó như thế nào? Về mức độ, về bên ngoài cũng như bên trong các cơ quan đó. Ví dụ chúng ta nói về quả tim, chúng ta biết là cả tim, cấu trúc về hình thái của nó là giống như hình tháp. Về cấu trúc của nó thì chúng ta nói đó, cấu trúc gồm có một đỉnh, một đáy, có ba mặt và nó gồm có bốn ngăn. Đúng rồi, đúng rồi. Và khi chúng ta đi vào bên trong, chúng ta sẽ xác định được trong một cái buồng tim nó được cấu tạo ra sao, có các chi tiết gì. Chúng ta gọi là hình thái và cấu trúc của các cơ quan ở trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta xác định được cái mối liên quan giữa các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và từ đó chúng ta sẽ biết được tại sao khi chúng ta tổn thương cơ quan này thì nó lại đưa đến ảnh hưởng tới cơ quan khác, có thể làm suy cơ quan khác. Ví dụ chúng ta thường hay nghe nói là nếu tổn thương gan thì một thời gian dài thì có thể ảnh hưởng đến thận, đưa đến suy thận. Hoặc ngược lại, nếu chúng ta tổn thương tim, bị suy tim thì có thể đưa đến suy toàn bộ các cấu trúc ở trong cơ thể của chúng ta. Hoặc chúng ta nói nếu chúng ta tổn thương cái tổ chức tuyến nội tiết, ví dụ như cấu trúc của cái tuyến yên chẳng hạn, thì nó sẽ đưa đến ảnh hưởng làm cho chúng ta tổn thương hệ thống xương, hệ thống cơ, tổn thương các hệ thống vận động, tổn thương các hệ thống về miễn dịch trong cơ thể chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả cái phần cấu trúc của các cơ quan trong cơ thể chúng ta đều có liên quan chặt chẽ với nhau. Khi tổn thương cơ quan này sẽ có thể ảnh hưởng tới các cơ quan khác. Và cái cuối cùng là giải phẫu học sẽ cho chúng ta tìm được cái mối tương quan giữa cơ thể chúng ta với cái môi trường bên ngoài. Đây chính là cái phần mà chúng ta thường hay nói là qua hệ thống cung phản xạ. Chúng ta tác động với môi trường bên ngoài, chúng ta phản ứng với cơ thể với môi trường bên ngoài qua các hệ thống cung phản xạ. Đây cũng chính là những cái mà phản ứng mà nó được tồn tại từ xa xưa trong thời kỳ cả lúc chúng ta còn ở các người nguyên thủy, chúng ta phản ứng với môi trường như thế nào. Đây là cái phần nó liên quan với trong cái vấn đề của sự tiến hóa. Như vậy giải phẫu học chúng ta thì hay gọi là cái môn học về cái tên chúng ta gọi tiếng Anh là anatomy, đúng không ạ? Thì anatomy thực ra là một cái từ chúng ta xuất phát từ tiếng Hy Lạp,
và nó là nguồn gốc của cái hai cái từ đó là chữ Ana và chữ Tom, có nghĩa là Ana nghĩa là lát cắt, là phân tích, và chữ Tom có nghĩa là những cái lát cắt, đúng không? Cho nên dạy phổ học thì chữ anatomy nghĩa là chúng ta phân tích ra và chúng ta cắt lớp ra để chúng ta học các cấu trúc trên cơ thể của chúng ta. Chính vì vậy chúng ta cũng đừng có nhầm khi chúng ta gọi tên cái môn học chúng ta là môn về giải phẫu học, chứ chúng ta không dùng là từ phẫu thuật, đúng không? Từ phẫu thuật. Chúng ta thường đi vào bệnh viện, chúng ta gặp những bệnh nhân đang nằm ở cái khoa ngoại, chúng thấy là bệnh nhân đang nằm chuẩn bị phẫu thuật, chứ chúng ta không ít khi gặp gọi là bệnh nhân nằm chuẩn bị để giải phẫu. Về lý do tại sao? Thì ở đây chúng ta cũng phải thống nhất và chúng ta nắm. Chúng ta chỉ sử dụng từ phẫu thuật đối với những đối tượng đó là các bệnh nhân, nghĩa là những người còn sống, đúng không ạ? Và họ có đang cần sự can thiệp của ngoại khoa, những cái phẫu thuật, những cái thủ thuật để cứu sống cơ thể người. Và người ta gọi đó là phẫu phẫu thuật. Còn giải phẫu học, đối tượng của cái giải phẫu đó là nghiên cứu ở trên đó là chính xác, chính xác là những người chết, và chúng ta sẽ cắt lớp ra, chúng ta nghiên cứu, chúng ta học tỉ mỉ các chi tiết ở trên cơ thể, và từ đó chúng ta mới ứng dụng ngược trở lại vào trong chuyên ngành ngoại khoa và trong phẫu phẫu thuật. Cho nên chúng ta đừng có nhầm lẫn giữa hai cái từ là từ giải phẫu và từ phẫu phẫu thuật, và chúng ta sử dụng từ cho nó chính chính xác. Ở giải phẫu học có rất nhiều vai trò khác nhau, có tác động rất nhiều vào rất nhiều những cái môn học khác nhau. Trong đó thì giải phẫu học có đặc biệt có tác động rất quan trọng đối với y học. Y học, đây là môn học chúng ta thường hay nói là tác động chính trong cái ngành y. Hiện nay chúng ta hay gọi là khối là cái ngành sức khỏe, ngành sức khỏe. Nếu chúng ta nhìn vào cái căn nhà là một cái tượng trưng cho cái sự phát triển của y học của chúng ta đi, là nền tảng của y học của chúng ta, thì khi chúng ta biết xây dựng cái nhà thì cái quan trọng đó chính là cái móng, đúng không? Xây dựng cái móng như thế nào, móng như thế nào, móng có chắc thì nhà xây lên mới vững vàng. Thì giải phẫu học sẽ được xem là cái nền móng của cái ngôi nhà trong y học. Chúng ta học về y, học về chuyên ngành của sức khỏe mà không biết về giải phẫu, nắm giải phẫu không vững thì chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta học chuyên sâu về các kiến thức khác để chúng ta giải thích được các bệnh lý, đúng không? Chúng ta đi lâm sàng thăm khám cho nó tốt. Cho nên giải phẫu học chính là cái nền tảng của cái ngôi nhà y học của chúng ta thôi. Và tiếp tục phía trên của cái móng thì chúng ta thường gia cố cho nó chắc bằng những lớp gạch, những lớp xi măng vân vân, thì đó chính là những cái môn y học cơ sở có liên quan. Ví dụ như chúng ta có các môn sinh lý, môn dược lý, môn sinh hóa, vi sinh, ký sinh vân vân, thì những môn đó chúng ta gọi là các môn y học cơ sở. Nó cũng tạo thành cái sự vững chắc của cái phần tầng dưới của ngôi nhà của chúng ta, tầng dưới ngôi nhà chúng ta, và nó cũng làm cho chúng ta đi lại một cách dễ dàng, một cách bằng phẳng. Ở trên cái nền móng đó, chúng ta mới xây dựng cái ngôi nhà chúng ta. Và ngôi nhà đó có thể xây cao, xây to, xây nhiều tầng, ít tầng. Đó chính là cái sự vững chắc từ cái nền móng của chúng ta. Thì ngôi nhà thông thường chúng ta sẽ được xây dựng lên và những có khoảng 4, 5 cái phòng chính. Và 4, 5 cái phòng chính đó liên quan với 4, 5 cái môn học mà chúng ta thường gọi là những cái môn học chính trong y học. Đó là nội, ngoại, sản, nhi, đúng không? Và nhiễm, hiện nay chúng ta còn có các bộ môn như là nhiễm, các môn về chuyên khoa lẻ như răng hàm mặt, các bộ môn tai mũi họng, mắt, vân vân. Thì tất cả những cái môn đó chúng ta gọi là các môn lâm sàng, các môn lâm sàng. Trong đó nội, ngoại, sản, nhi được xem là những cái môn chính trong trong cái y học. Hiện nay chúng ta có thêm môn nhiễm, đúng không? Nhiễm và các môn chuyên khoa lẻ chúng ta vừa nói. Cái ngôi nhà đã xây lên với các phòng chúng ta, những cái tầng mà chúng ta đã nói là những cái môn chính của lâm sàng, thì bên cạnh đó chúng ta sẽ còn được hỗ trợ bằng những cái sự trưng bày, những động trang trí của nội thất làm cho nhà nó đẹp hơn, làm cho căn nhà chúng ta có thể vững vàng hơn, thì những cái phần mà trang trí giúp đỡ cho cái sự phát triển của ngôi nhà của chúng ta.
đó là những cái môn chúng ta gọi là các môn cận lâm sàng. Cận lâm sàng nghĩa là những cái môn sẽ hỗ trợ giúp chúng ta nâng đỡ và chúng ta phát triển được thêm trong cái sự phát triển và chính xác trong chẩn đoán, trong điều trị cho bệnh nhân. Và những cái môn cận lâm sàng thì chúng ta thường hay thấy phát triển rất mạnh, đó là các môn về xét nghiệm, các môn về chẩn đoán MRI vân vân, đúng không? Chúng ta gọi là các môn lâm cận lâm sàng. Như vậy chúng ta thấy rằng giải phẫu học, nói tóm lại, đối với y học thì giải phẫu học được xem là môn cơ sở, là nền tảng cho các môn học, cho các môn học khác, rất quan trọng. Cho nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta học giải phẫu học không phải chỉ là giúp cho những người học về ngành ngoại khoa như chúng ta nói muốn là bác sĩ giỏi về biết giải phẫu, mà ngay cả những bác sĩ về nội khoa, nhi khoa cũng phải nắm về giải phẫu rất kỹ thì chúng ta mới làm hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của chúng ta là khi chúng ta chẩn đoán bệnh, chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Như hình như là chúng ta nói phạm vi nghiên cứu của giải phẫu học chúng ta rất rộng, nó không phải chỉ ứng dụng ở trong y học không, nó có ứng dụng ở trong nhiều ở những môn học khác. Và chúng ta thấy rằng đây là cái phạm vi nghiên cứu của giải phẫu học rất rộng nha, rất rộng. Thì chúng ta như hồi nãy chúng ta nói, giải nghiên cứu giải phẫu học có thể nghiên cứu theo tùy theo mức độ, theo tùy mức độ, từ mức độ về phân tử cho tới mức độ về vi thể cho tới mức độ về đại thể, đúng không? Chúng ta có thể nghiên cứu theo hệ thống về mục đích nghiên cứu của chúng ta để làm gì. Chúng ta có thể nghiên cứu theo cái phương pháp chúng ta tiếp cận như thế nào để tiếp cận ra sao, nghiên cứu ở mức độ chúng ta chỉ là theo chức năng hoặc chúng ta chỉ mô tả vân vân để chúng ta xác định được. Thứ nhất là chúng ta theo mức độ. Thì mức độ, đây là nghiên cứu theo mức độ chúng ta gọi là mức độ về đại thể, chúng ta nhìn được bằng mắt thường, chúng ta mổ ở trên xác thì chúng ta nhìn vào được, đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào được. Ví dụ chúng ta nhìn được đây, chúng ta lật cái của chiếc da ở các vùng mặt, chúng ta nhìn vào được hệ thống cơ, hệ thống thần kinh mạch máu ở trên vùng mặt như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta lật các quả tim ra, chúng ta xác định được hình tháng của quả tim, hình tháp với các buồng tim, các mạch máu như thế nào. Đây là nhìn chúng ta được nhìn bằng mắt thường, đúng không ạ? Thì trong cái phần học của chúng ta giải phẫu ở đây chính là chúng ta học chủ yếu về nghiên cứu về đại thể, đúng không ạ? Đại thể. Mức độ tiếp theo chúng ta nói chính là mức độ về vi thể, nhìn dưới kính hiển vi, nhìn dưới kính hiển vi quang học, kính hiển vi quang học. Chúng ta nhìn mức độ đó các mô học, ví dụ chúng ta nhìn được các mô liên kết ra sao, cấu trúc của hồng cầu như thế nào, mô máu như thế nào. Đây là hình ảnh chúng ta nghiên cứu mức độ siêu vi, độ siêu phân tử, nghĩa là chúng ta nghiên cứu vào bên trong của tế bào luôn. Chúng ta mức độ về xác định ARN, ADN vân vân, về các bào quang ở trong tế bào. Đây chính là sự phát triển rất nhiều, của khoa học hiện nay. Và nghiên cứu tiếp theo đó là nghiên cứu theo mức độ nghiên cứu, mục đích nghiên cứu chúng ta nói. Thì mục đích nghiên cứu thứ nhất đó là nghiên cứu của giải phẫu học cho y học, cho y học mà chúng ta đã nói. Thì giải phẫu học cho y học giúp chúng ta tìm được cái sự cấu trúc của các cơ quan, tìm được liên quan chức năng giữa các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Đấy. Cấu trúc hệ thống cơ, xương khớp như thế nào, thần kinh tác động trên tổ chức da ra sao, vân vân. Đây là phần chính của chúng ta. Đấy. Chúng ta sẽ còn nói nhiều về cái phần này. Giải phẫu học cũng giúp chúng ta nghiên cứu ở trong vấn đề về nhân chủng học. Chúng ta xác định được cái sự phát triển về các tổ chức nhân chủng ở trên cơ thế giới. Tại sao các chủng tộc của trên thế giới lại có những đặc điểm khác nhau và không giống nhau? Ví dụ chúng ta có người da đen, tại sao chúng ta lại có da họ đen, tóc lại xoăn, môi lại dày, người họ rất là thường nó cao, cái khung chậu nó hẹp hơn và họ di chuyển rất nhanh, lý do tại sao, đúng không ạ? Tại sao người châu Âu hay người chúng ta gọi người da trắng thì cái khối xương mặt của họ thường nhỏ và khối xương sọ lại lớn? Thì những cái đặc điểm đó chúng ta gọi là đặc điểm về nhân chủng,
nhân trường học. Và sau chúng ta thấy khi chúng ta nhìn vào những cái đặc điểm này, chúng ta nhìn dựa vào những cái bộ hài cốt, chúng ta có thể xác định được cái chủng tộc của người đó, đúng không? Thì đó chính là một cái phần góp sức của giải phẫu học trong vấn đề về nhân trường học. Giải phẫu học còn được giúp chúng ta trong vấn đề về nhân trắc. Nhân trắc nghĩa là chúng ta đo đạc các chỉ số trong cơ thể của chúng ta, chỉ số trong cơ thể của chúng ta. Và cái nhân trắc này chúng ta thấy từ xa xưa chúng ta cũng đã được ứng dụng rồi. Ví dụ trong thời Hy Lạp, Ai Cập cổ đại, người ta đã biết chia cơ thể chúng ta thành những cái đơn vị để chúng ta xác định cái tỷ lệ tương đối chiều dài của chân, của tay, của thân người, của đầu mặt cổ, vân vân. Và dựa vào các tỷ lệ này, người ta thường đưa ra những cái chẩn đoán. Ví dụ như là người này bị biến dạng về lưng, là tay nó quá dài, hoặc là bị gù, hoặc là cái chân bị vòng kiềng, vân vân. Đó là chúng ta bị chỉ số về nhân trắc từ xa xưa. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy, một cái hình ảnh rất nổi tiếng của tác giả Leonardo da Vinci, đúng không? Đây là ông cha, chúng ta thấy rằng cơ thể người chúng ta, dù có thể là bất kỳ nhân chủng nào, nghĩa là bất kỳ màu da, sắc tộc nào, nhưng về cấu trúc cơ thể chúng ta thường đều giống nhau và giống nhau. Và cái này cũng ngay từ xa xưa, chúng ta thấy như từ thời Trung Hoa thì người ta đã dựa vào những cái nhân trắc này để ta xác định những cái tiêu chí về 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 đẹp, đúng không? Về đẹp, thế nào gọi là đẹp, thế nào là tiêu chí một người phụ nữ có thể là sinh nở tốt, người phụ nữ đẹp, người đàn ông mà chúng ta có nói là có chức năng về vạm vỡ, hoặc là chúng ta có người đàn ông nào mà có bị ốm yếu, vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề nhân trắc từ ngày xa xưa người ta dựa vào các chỉ số mà người ta còn đã làm được. Một cái để dễ dàng cho em hình dung nhất, đó là hiện nay trong các cuộc thi hoa hậu chẳng hạn, để xác định một người phụ nữ đẹp thì bao giờ trong cuộc thi đó cũng phải có một cái nhà giám khảo, đó là nhà nhân trắc. Thì họ sẽ góp phần chúng ta đo đạc các chỉ số ở trên cơ thể của mình, của các thí sinh, để xác định có họ đạt được chỉ số để các bằng nhau chỉ số của cuộc thi hoa hậu hay không. Giải phẫu học cũng được ứng dụng rất nhiều trong mỹ thuật. Chúng ta học, chúng ta thấy chúng ta có những trên tranh ảnh học trong các tranh về giải phẫu. Vậy chính những cái nhà họa sĩ vẽ các tranh giải phẫu đó phải biết về giải phẫu học để vẽ ra cho nó chính xác, đúng không? Vẽ cho nó chính xác. Như vậy, giải phẫu học cũng giúp cho các nhà mỹ thuật xác định được cấu trúc cơ thể người chúng ta theo các thành phần tỷ lệ chính xác. Và vì vậy chúng ta cũng thấy rằng những cái tượng đài hoặc những cái tranh ảnh, khi mà chúng ta xác nhìn vào, chúng ta nhìn thấy được một tỷ lệ cân đối của cái tác giả giữa thân người, giữa đầu mặt, giữa vùng mắt, vùng miệng, vùng mũi, vân vân trên cái tác phẩm của họ, vì họ đã được nghiên cứu về giải phẫu học trên vấn đề về mỹ thuật. Và nếu chúng ta có những người bạn học trong đại học mỹ thuật đấy, chúng ta thấy rằng họ đều có những cái tiết học về giải phẫu. Giải phẫu học cũng ứng dụng rất nhiều ở trong thể dục thể thao. Đây là một cái điều rất đơn giản, rõ ràng, đúng không? Ở trong thể thao, chúng ta thường gặp rất nhiều những cái chấn thương cho thể thao. Ví dụ chúng ta chơi tennis, chúng ta thường tổn thương vùng khuỷu tay, chúng ta gọi là hội chứng tennis. Chúng ta chơi đá banh, chúng ta thường hay tổn thương về khớp gối, chúng ta đứt dây chằng chéo, vân vân. Thì rõ ràng chơi thể thao, mỗi môn sẽ có những cái chấn thương riêng biệt của nó. Và giải phẫu học sẽ cung cấp cấu trúc giải phẫu đặc trưng cấu trúc từ từng cái tổ chức cơ quan, và giúp cho các nhà bác sĩ, gọi là bác sĩ về thể dục thể thao, và những cái người chơi nhà thể thao, họ biết được và chúng ta sẽ nên tránh những động tác gì ảnh hưởng nhiều tới cái vùng đó, và để tránh hạn chế những thương tổn trong thể thao. Và cuối cùng thì giải phẫu học cũng giúp chúng ta trong vấn đề về so sánh về tiến hóa. Theo từng cái giai đoạn khác nhau, từ động vật cho tới người, vân vân. Ví dụ chúng ta thấy đây là hộp xương sọ chúng ta, từ ở vùng người cho tới người, cái khối biến dạng từ hộp sọ mặt cho tới sọ não có sự khác biệt giữa vùng người và người. Bàn tay chẳng hạn cũng sẽ có sự khác biệt, não bộ cũng vậy.
Như vậy đó là chúng ta khác biệt đi theo vấn đề về mục đích về nghiên cứu. Theo phương pháp về nghiên cứu thì giải phẫu học thường được phối hợp với phần cả sinh lý và sinh hóa, và chúng ta gọi đó là các môn giải phẫu học về chức năng. Chức năng thì chúng ta khi học về giải phẫu, chúng ta xác định được luôn cái chức năng của cấu trúc đó. Ví dụ chúng ta đang nhìn được ở đây, chúng ta thấy một người đang cầm ly nước và uống ly nước, thì chúng ta xác định ở dưới giải phẫu học, chúng ta nhìn qua về giải phẫu học về hình ảnh, về X-quang, chúng ta nuốt thấy bệnh nhân đang nuốt được ly nước qua vùng hầu như thế nào, thì như vậy chúng ta xác định được cấu trúc cái hầu nó co bóp ra sao do tác động của cơ gì. Chúng ta vừa xác định được về giải phẫu và xác định được cả về chức năng của cấu trúc cơ quan đó. Chúng ta gọi là giải phẫu học về. Cái thứ hai là giải phẫu học về hệ thống. Giải phẫu về hệ thống đây là phần chính trong phần học của chúng ta đây. Chúng ta thấy rằng tất cả những cơ quan nào cùng một chức năng, chúng ta thường xếp vào chung một hệ thống, đúng không? Một hệ thống, và chúng ta gọi đó là giải phẫu học về hệ thống. Chúng ta có hệ xương, hệ cơ, chúng ta có hệ nội tiết, có hệ tuần hoàn hoặc hệ tim mạch, chúng ta có hệ tiêu hóa này, chúng ta có hệ sinh dục này, hệ bạch huyết này, hệ tiết niệu này. Và như vậy rõ ràng chúng ta thấy tất cả các cơ quan trong cơ thể của chúng ta đều các cơ quan nào mà cùng chức năng, chúng ta xếp vào cùng hệ thống và chúng ta sẽ học nó theo hệ thống. Giải phẫu học về hệ thống thì nó có một cái lợi là chúng ta tạo được một cái liên kết rất rõ ràng giữa các cơ quan trong cùng một hệ thống. Chúng ta biết được xuyên suốt được đường đi và chúng ta biết được cái tác động của nó như thế nào trên cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, giải phẫu học còn được học nghiên cứu theo từng vùng. Ví dụ, chúng ta thấy rằng cơ thể chúng ta được chia làm bốn cái vùng chính: vùng đầu mặt cổ, vùng chi trên, vùng chi dưới và vùng thân mình. Thì chúng ta sẽ học trong một từng vùng đó để chúng ta xác định theo cấu trúc của từng vùng. Trong vùng đó ví dụ như gồm có những cơ gì, gồm có những xương gì, có mạch máu gì, thần kinh gì tác động trên cái vùng đó. Và chúng ta sẽ nghiên cứu riêng từ cái vùng đó thôi. Thì học giải phẫu theo vùng nó có tác và một cái ưu điểm đó là giúp chúng ta thấy được mối liên quan giữa các cơ quan trong cái vùng đó, và nó giúp chúng ta tìm được cái ảnh hưởng của cái chi tiết ở trên cái vùng đó. Và đây cũng là một cái nền tảng giúp chúng ta ứng dụng rất nhiều trong lâm sàng. Một cái nghiên cứu mà chúng ta thấy sâu hơn của giải phẫu từng vùng đó là giải phẫu học về định khu. Về định khu khác nhau ở vùng chỗ nào? Thì định khu ở đây chính là những cái phần nhỏ hơn của vùng. Ví dụ chúng ta thấy rằng là hồi nãy chúng ta có cái chi trên, thì chi trên chúng ta đã cắt ra được những vùng nhỏ hơn. Ví dụ như đây là bàn tay, gọi là định khu ở vùng bàn tay, định khu vùng bàn tay. Thì trong vùng bàn tay đó chúng ta sẽ cũng thấy được, học được những cái liên quan giống như của từng vùng, và nó còn sâu hơn, chi tiết hơn. Và thường giải phẫu học định khu chúng ta chỉ được học nghiên cứu ở mức độ cao hơn, mức độ về sau đại học. Chúng ta có thể học về giải phẫu học về bề mặt, như là chúng ta nói đây là một cái phần rất quan trọng, chúng ta xác định được sự đối chiếu giữa các cơ quan trên cơ thể chúng ta, và chúng ta có thể thăm khám và chẩn đoán bệnh lý một cách chính xác. Ví dụ chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy được đối chiếu hình ảnh của tim và phổi ở trên lồng ngực của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ biết khi chúng ta nghe phổi, chúng ta sẽ nghe từ đâu cho đến đâu khi chúng ta ở trên lồng ngực. Chúng ta tránh nghe phổi bị sai, đúng không? Nghe phổi bị sai. Đây là đối chiếu của phổi trên cơ thể chúng ta đây. Hoặc của tim trên cơ thể chúng ta, như là chúng ta nói ở như thế nào, của gan ra sao, của thận ra sao, vân vân. Chúng ta gọi chung đó là giải phẫu học về bề mặt. Và cái cuối cùng hiện nay rất phát triển, chúng ta gọi giải phẫu học về hình ảnh. Thông qua các phương tiện về chẩn đoán là X-quang, CT, MRI, vân vân, thì chúng ta có thể thấy được các cấu trúc bên trong cơ thể của chúng ta, và thông qua những hình ảnh đó chúng ta cũng có thể xác định được các bệnh lý. Ví dụ thông qua hình ảnh chụp kết quả hình phổi, chúng ta thấy rằng chúng ta có bệnh lý của phổi, viêm phổi,
viêm phế quản ra sao, vân vân. Hoặc chúng ta thấy cái tim chúng ta nó to ra, chúng ta nói à chúng ta có thể bị bệnh lý về tim mạch, có cung động mạch chủ nó phồng to, à chúng ta nói à có bệnh lý về cao huyết áp, vân vân. Như vậy đây là hình ảnh về nghiên cứu về giải phẫu học rất quan trọng giúp chúng ta trong vấn đề về xác định về chẩn đoán. À, chúng ta bước sang một vấn đề đó là về thuật ngữ về giải phẫu học. Như hơn là chúng ta nói về giải phẫu học, về thuật ngữ, đây là cái phần rất là khó khăn, rất là khó khăn trong vấn đề chúng ta gọi tên. Vì sau này khi chúng ta đọc những cái sách hiện nay, những mới, thì đa phần chúng ta đều đã được thống nhất về danh từ. Nhưng những cái sách cách đây khoảng 15 năm, được gọi tên rất nhiều, những tên gọi khác nhau. Và đặc biệt, em sẽ thấy là trên, đặc biệt là ở trên lâm sàng, trên lâm sàng, khi mà em đi bệnh viện, em sẽ thấy rằng có những cái tên gọi mà em hầu như không được biết được nó tên được họ của cái tên đó là gì cả. Vì do các thầy thường sử dụng cái từ cũ, từ cũ. À, chúng ta về thuật ngữ, chúng ta thấy rằng cơ thể chúng ta có khoảng 5.000 cái chi tiết, 5.000 chi tiết và có khoảng 50.000 tên. À, hiện nay chúng ta thấy như vậy, khoảng chỉ có 5.000 chi tiết thôi và khoảng có 50.000 tên gọi khác nhau. Chính vì vậy, rõ ràng là cứ một chi tiết chúng ta thấy nó khoảng cỡ có khoảng cả một cả mươi, cả trăm tên, đúng không? Rất nhiều tên gọi khác nhau. Chính vì vậy, chúng ta có rất nhiều những cái cuộc hội thảo về giải phẫu để chúng ta làm sao cố gắng em vẫn đang nghe đúng không? Ừ. À, chúng ta nói tiếp ha, chúng ta nói tiếp. À, như vậy chính là vấn đề về sự bất hợp, nó không có phù hợp về các chi tiết, cho nên chúng ta sẽ phải có cái hệ thống để thống nhất cuộc họp, thống nhất các tên danh từ và qua nhiều rất nhiều cuộc họp. Hiện nay chúng ta thống nhất được gọi tên theo hệ thống NA, nghĩa là chúng ta thống nhất sử dụng bằng tiếng Latin, tiếng Latin khi chúng ta mô tả các tên gọi của các chi tiết. Thì họ chúng ta cũng thống nhất là tiếng Latin khi xâm nhập vào từng gia thì nó sẽ được các quốc gia đó sử dụng. Dạ thầy ơi. Dạ thầy ơi, em chưa có thấy cái slide thế này. Chưa thấy slide ha? Dạ chưa. Em đợi lại.
Lâm thấy lại chưa? Dạ chưa. Dạ thấy rồi á thầy. À rồi em ha. Yeah. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả những cái tên gọi như chúng ta nói đó, hiện nay chúng ta đều phải sử dụng thống nhất bằng tiếng Latin khi chúng ta mô tả về các cơ quan. À, theo cấu trúc chúng ta gọi là hệ thống NA, à, thống NA. Và khi đi vào từng các quốc gia thì chúng ta sẽ có được sử dụng theo từng cái danh từ của cái quốc gia đó. Vùng chính đó là Bắc, Trung và Nam. Thì hiện nay chúng ta phải sử dụng theo danh từ chuẩn, đó là danh từ của miền miền Bắc ha, miền Bắc. Chúng ta phải sử dụng theo danh từ của miền Bắc ha. Thì để đặt vấn đề thuật ngữ theo giải phổ học, chúng ta sẽ có một số vấn đề ra như sau. Thứ nhất, chúng ta nguyên tắc có một số nguyên tắc chúng ta cần phải nhớ nha. Những cái vấn này rất quan trọng mà em cần lưu ý nha. Nguyên tắc thứ nhất là chúng ta lấy tên những cái vật có sẵn ở trong cuộc sống. Lấy tên những vật có sẵn trong cuộc sống. Ví dụ, chúng ta thấy cái hình ảnh của cái xương này. Mình thấy cái xương này trong cơ thể chúng ta. Cái xương này giống giống hình gì con gì không ạ? Hình con bướm, đúng không ạ? Đây, con bướm. Cho nên, xương này chúng ta sẽ gọi đó là xương bướm. Nè, chúng ta sẽ gọi là xương bướm. Xương bướm. Vì nó gần giống như con bướm, đúng không ạ? À, con bướm. Một nguyên tắc thứ hai chúng ta lưu ý là đặt tên theo hình dạng hình học. Hình dạng hình học. Hình dạng hình học chúng ta biết là có thể có hình tròn, hình tam giác, hình vuông, vân vân, đúng không ạ? Vâng. Chính vì vậy khi đặt tên theo hình dạng hình học, chúng ta sẽ có một số cấu trúc như sau. Ví dụ, chúng ta nhìn vào cái cơ này. Cái cơ này nằm phía sau lưng gáy của chúng ta đó. Cấu trúc của nó gần giống như một hình thang. Hình thang. Cho nên chúng ta gọi đó là cơ thang. À, chúng ta gọi đó là cơ thang. À, cơ thang. Cơ thang. À. Tắc thứ ba, chúng ta đặt tên theo hình theo chức năng. Ở đây cái chức năng thì chủ yếu chúng ta sẽ liên quan nhiều tới vấn đề về về hoạt động của hệ thống cơ là chủ yếu. Vì cơ của chúng ta sẽ giúp chúng ta vận động được các cấu trúc cơ thể chúng ta và chúng ta sẽ nắm được một số cái tên gọi. Thì có chúng ta cần lưu ý. Trước đây chúng ta có những cái tên mà chúng ta khi chúng ta gọi tên nó có cái sự khác biệt. Ví dụ khi chúng ta cầm một cái vật từ cánh phần cánh tay chúng ta đưa vào phần cẳng tay thì chúng ta gọi đó là chúng ta gấp nè, gấp và ngược lại chúng ta sẽ có động tác duỗi nè, duỗi như vậy chúng ta sẽ có gấp và duỗi nè. Chứ không phải là gấp và mở nhé, gấp và duỗi là chúng ta có động tác sấp cẳng tay và ngửa cẳng tay nè, sấp và ngửa cẳng tay nè. Chúng ta có các động tác là dang ngón tay, khép ngón tay, gấp ngón tay, dang các ngón tay, vân vân. Thì chúng ta nhớ động tác, tên gọi của nó. Thì những cái tên đó thường nó liên quan tới hệ thống cơ là chủ yếu. Ví dụ, chúng ta nhìn ở đây là ngón tay chúng ta đang gấp lại được. Như vậy cái cơ này sẽ được gọi là cơ gấp chung các ngón tay. Cơ chung gấp chung các ngón tay. Và do các cơ này nó nằm ở đất nông, cho nên chúng ta hay gọi nó là cơ gấp nông. À, cơ gấp nông các ngón tay. Chúng ta còn gọi là cơ gấp các ngón nông, à, cơ gấp các ngón nông. Hoặc là chúng ta thấy cái cơ đó đi vào vận động chân ngón cái, chúng ta sẽ gọi là cơ gấp ngón cái dài chẳng hạn, à, cơ gấp ngón cái dài. À, chúng ta có cái cơ đó đi vào vận động chân ngón út, chúng ta sẽ có cơ giang ngón út chẳng hạn, à, cơ gấp ngón út ngắn, vân vân. Thì đặt tên này sẽ đặt tên chủ yếu và tùy thuộc vào cái chức năng của cái cơ đó, à, cơ đó. Nguyên tắc thứ tư là chúng ta đặt tên theo nguyên tắc độ nông và sâu.
Như hồi nãy chúng ta nói, ví dụ chúng ta nhìn vào cái cơ này, như hồi nãy chúng ta nói cơ này có tác động gấp được các ngón tay và nằm ở lớp nông, cho nên chúng ta gọi là cơ gấp các ngón nông, là cơ gấp các ngón nông. Tuy nhiên nếu chúng ta lột cái cơ này ra, chúng ta nhìn ở phía dưới có một cái cơ khác, cái cơ ở dưới cũng đi vào các ngón tay, vận động gấp các ngón tay, cho nên cái cơ đó sẽ được gọi là cơ gấp các ngón sông. Như vậy cùng một chức năng nhưng tên gọi của nó sẽ khác nhau. À, khác nhau, gấp các ngón nông và gấp các ngón sâu tùy thuộc vào độ nông và sâu của cái hai cái cơ này. Và hoặc là chúng ta cũng sẽ có những cái cơ mà chúng ta thấy là cái nằm hoàn toàn ở lớp sâu. Ví dụ chúng ta có cơ chúng ta có những cái cơ hoàn toàn nằm ở cái lớp sâu của cái cơ thể chúng ta, thì thường thường nó sẽ mang cái những cái tên là cái chữ sâu, chữ sâu bên trong. Thì chúng ta sẽ để ý đó, chữ nông và sâu. Ngoài ra ngay cả những hệ thống về động mạch, tĩnh mạch thì cũng vậy, nằm ở lớp nông thì chúng ta có cái gọi là tĩnh mạch nông, ở phần sâu thì chúng ta có cái hệ thống tĩnh mạch sâu, vân vân. Nó liên quan tới vấn đề về nguyên tắc đặt tên theo các hệ thống lớp, từng lớp trên cơ thể chúng ta. Nguyên tắc thứ năm là nguyên tắc chúng ta có tương quan với ba mặt phẳng trong không gian mà chúng ta nói ở trong nhìn gian chỉnh. Đó là theo nguyên tắc mà chúng ta thường gọi là mặt phẳng đứng dọc, mặt phẳng đứng ngang, mặt phẳng cắt ngang, các bạn, mặt cắt ngang. Với ba mặt phẳng này thì chúng ta thấy rằng với mặt phẳng đứng dọc sẽ giúp chúng ta phân biệt được các chi tiết nằm ở bên phải, bên trái và trong ngoài. Mặt phẳng đứng ngang, phẳng màu vàng chúng ta đang thấy được ở đây. Xin lỗi, mặt phẳng màu hồng chúng ta đứng thấy ở đây sẽ giúp chúng ta thành hai phần để giúp chúng ta phân biệt được chi tiết ở phía trước và ở phía phía sau. À, và mặt phẳng thứ ba là mặt phẳng ngang, mặt phẳng màu vàng chúng ta thấy đó sẽ giúp chúng ta phân biệt được chi tiết ở trên và ở dưới, đúng không? Ở dưới. Thì ba mặt phẳng này sẽ sau này giúp chúng ta để xác định định hướng được các chi tiết ở trong trong không gian. À, và một số cái nguyên tắc phụ giúp chúng là nguyên tắc của chúng ta gọi là nguyên tắc so sánh để xác định cái vị trí như là dài ngắn, vị trí ngay cái nguyên ủy, vị trí bám của cơ vân vân, chúng ta gọi là nguyên tắc phụ. Ví dụ chúng ta nhìn hiện tại này, đây là cái cơ ở vùng ngực chúng ta, cái cơ này nó ở lớp nông nhưng mà nó rất to cho nên chúng ta gọi là cơ ngực lớn. Và ngay ở dưới cơ ngực lớn này thì có một cái cơ khác nhỏ hơn, chúng ta gọi đó là cơ ngực bé. À, cơ ngực bé chúng ta nhớ là chúng ta gọi tên là lớn và bé chứ không gọi là to và nhỏ. À, vì chúng ta sử dụng theo cái thống nhất là theo từ miền Bắc. À, như vậy đây là nguyên tắc so sánh. À, lớn bé. À, hoặc là chúng ta dựa vào nguyên tắc phụ đó là về vị trí, về vị trí. À, chúng ta có đây là cơ mông, nằm ở vùng mông đúng không ạ? Đây cơ mông lớn. Nếu chúng ta cắt cơ mông lớn ra thì chúng ta sẽ có về là dưới đó là cơ mông mông nhỡ và dưới cùng của nó là cái cơ mông mông bé. À, cơ mông bé. À, chúng ta cũng vậy, chúng ta gọi là cơ mông lớn, cơ mông nhỡ, nhỡ là vừa vừa đó và dưới là cơ mông bé nha. Yeah, đây là vị trí ở vùng mông đúng không ạ? À, chúng ta cũng xác định về vị trí là nghĩa là cái chỗ bám của cái cơ đó, thì đây chúng ta có đây là cái cơ ức đòn chuẩn, có tên gọi đòn chuẩn vì nó bám từ cái mọp chuẩn, nó bám từ cái vị trí của mọp chuẩn cho tới cái xương ức và xương đòn, cho nên chúng ta gọi là cơ ức đòn chuẩn. À, gọi là cơ ức đòn chuẩn. Tuy nhiên trong cái vấn đề về giải phẫu học đặt tên đó, đôi khi người ta không chỉ sử dụng một nguyên tắc mà người ta thường phối hợp nhiều nguyên tắc với nhau khi chúng ta đặt tên. Ví dụ đây là chúng ta gọi là cơ gấp chung các ngón nông, đúng là cơ gấp các ngón nông. Như vậy ở đây chúng ta định danh đây chính là hệ thống cơ, nguyên tắc đó là cơ đúng không ạ, gấp đây theo chức năng, nông theo độ nông sâu đúng không ạ. À, nguyên tắc nhiều nguyên tắc khác nhau.
nguyên tắc về chức năng là thứ ba, nguyên tắc độ nông sâu, nguyên tắc bốn. Để về xác định về các mặt phẳng không gian, cho nên chúng ta nói với ba mặt phẳng đấy, thì đây là nguyên tắc rất quan trọng trong để chúng ta định hướng. Vì sau này khi chúng ta học về xương trong cơ thể chúng ta, thì cơ thể chúng ta thường là có sự đối xứng ở hai bên phải và trái. Chính vì vậy, chúng ta sẽ gồm có các chi trên bên phải, bên trái, chi dưới bên phải và bên trái. Và khi chúng ta thấy khi các cấu trúc đó mà không còn nằm ở trên cơ thể người chúng ta, thì chúng ta muốn xác định được đó là phải hay trái, thì nó hơi khó, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta cầm một cái xương lên, người ta sẽ hỏi xương này là xương cánh tay phải hay xương cánh tay trái, thì lúc đó chúng ta bắt buộc phải sử dụng gọi là nguyên tắc định hướng, áp dụng cái mặt phẳng mà chúng ta vừa nói để chúng ta xác định. Thì để áp dụng được nguyên tắc định hướng này, bao giờ chúng ta được ba cái chi tiết ở trên ba các mặt phẳng khác nhau để chúng ta xác định đó. Ví dụ một cái đơn giản nhất là chúng ta sử dụng đây là chiếc giày chẳng hạn. Em nhìn chiếc giày này là chiếc giày bên phải hay bên trái? Chúng ta nhìn vào chúng ta đoán ngay là giày bên trái. Về lý do tại sao chúng ta biết bên trái, nếu chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy chúng ta đang sử dụng ba cái mặt phẳng chúng ta vừa nói. Đầu tiên chúng ta đặt chiếc giày, bây giờ chúng ta cùng hướng mũi giày ra trước, đúng không? Nghĩa là chúng ta đã biết trước và sau qua mặt phẳng gì ạ? Đứng ngang, đúng không? Trước và sau, không bao giờ chúng ta đặt ngược chiếc giày lại, đúng không? Cái thứ hai, chúng ta đặt giày, bao giờ cái bờ cong lõm của cái phần giày chúng ta cũng hướng vào trong. Như vậy chúng ta đã biết được trong và ngoài qua mặt phẳng đứng gì ạ? Đứng dọc, đúng không? Đứng dọc. Thì chúng ta đặt ngược lại, chúng ta không sọ chân đền, đúng không? À, cuối cùng chúng ta để chiếc giày bao giờ cũng cho cái đế giày của xuống dưới và cái miệng giày lên trên để chúng ta đặt chân vào được. Như vậy chúng ta đã biết được chi tiết ở trên, dưới, ngang, phẳng ngang, phẳng ngang. Như vậy với ba mặt phẳng này chúng ta đã xác định đây được là chiếc giày bên trái, đúng không? Thì tương tự sau này học về xương, chúng ta cũng học làm sao xác định được các chi tiết ở trên xương đó, nằm ba mặt phẳng nào đó để chúng ta xác định được nó là xương phải hay là xương trái do nguyên tắc định hướng. Về phương tiện học của giải phẫu, chúng ta thấy rằng rất nhiều các phương pháp về phương tiện để học, nhưng cái phương tiện quan trọng nhất mà chính xác nhất chắc chắn là chúng ta học trên xác và trên xương. Ngoài ra hiện nay chúng ta cũng còn có thể học ở trên mô hình, trên các cấu trúc về tranh vẽ, về trên các về tiêu bản. Đặc biệt hiện nay chúng ta có sự phát triển về công nghệ về tin học, cho nên chúng ta có sự phát triển rất nhiều về phương tiện multimedia. Em sẽ được học những các hình ảnh 3D, hình ảnh của tranh ảnh trên máy tính, vân vân, cho nên rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. À, chúng ta có thể học được ở trên các hình ảnh, mà chỉ hoặc là chúng ta nói trên các phim X-quang, trên các tổ chức về chẩn đoán, về giải phẫu học về mặt, như hồi nãy giải phẫu chiều, những cái phương tiện để chúng ta học. Nhưng mà tốt nhất là chính là xương, xác và các tự bản thân. Đó là những cấu trúc thật của cơ thể người chúng ta. Đúng không? Và khi học về trên xác, chúng ta không chỉ học được những cấu trúc về những thành phần của cơ thể người chúng ta, nó có những cái sự bất thường rất rõ, rất nhiều. Cho nên khi học trên xác là hình thức chúng ta giúp chúng ta xác định được những sự bất thường của các chi tiết ở trên cơ thể người. Và khi chúng ta học, chúng ta tiếp xúc ở trên xác cũng là một cái hình thức chúng ta tìm được cái một mối liên kết giữa chúng ta với cơ thể người thông qua một cái người đã hiến thể cho khoa học. Và vì vậy chúng ta biết sẽ trân trọng cơ thể của người chúng ta sau này khi chúng ta học, và chúng ta sẽ có những cái ý thức rất là tốt trong vấn đề về ý đức. Và sau này khi mà em học, mà em đã biết là chúng ta sẽ có những cái buổi lễ, gọi là buổi lễ Maccabe, hay còn gọi là buổi lễ tri ân những người hiến xác cho khoa học đó, với mục đích để chúng ta nằm tôn vinh những cái người đã cung cấp thân thể cho chúng ta học. À, chúng ta có cái phương pháp ở đây là những phương pháp học rất là rõ ràng, là trực quan, chúng ta nhìn là thấy ngay, đúng không? Chúng ta gọi là trực quan, như hồi nãy chúng ta vừa nói. Tuy nhiên chúng ta cũng có các phương tiện, chúng ta gọi là phương tiện không rất trực quan lắm,
mà chúng ta thường chúng ta học có thể thông qua những cái chúng ta nghe, những cái thông tin qua những cái bài giảng vân vân, thì chúng ta gọi là phương pháp học. Chúng ta thông qua những cái phương tiện khác. Tuy nhiên chúng ta thường là để học thực hành thì chắc chắn phải là trực quan. Trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng không ạ? Và thường chúng ta thấy rồi thì chúng ta phải sờ, sờ được thì chúng ta mới xác định được chính xác được cấu trúc đó nằm ở đâu, mà cho nên chúng ta gọi là phương pháp về trực quan. Và chúng ta tốt nhất là chúng ta phải sử dụng ứng dụng rất nhiều các phương pháp phối hợp với nhau để chúng ta nắm được thông tin một cách chính xác. À, chính xác. Ngoài phương pháp trực quan thì chúng ta còn các phương pháp về suy luận. Chúng ta phải nắm bắt được các quy luật của các cái cấu trúc trong cơ thể của chúng ta. Ví dụ như quy luật chúng ta gọi là động mạch phải xuất phát ở những nơi gần nhất với cơ quan mà nó cấp máu. Cấp máu gần nhất, đúng không ạ? Và thường nằm ở sâu hơn để nó tránh được. Tuy nhiên ở đây tại sao có một cái động mạch nó không theo quy tắc đó, đó là mạch sinh dục. Nó lại nằm rất dài và rất xa. Rất xa. Vì đây nó lại là cái sự thay đổi về sự phát triển về phôi thai. Sau này chúng ta sẽ thấy động mạch sinh dục xuất phát từ trên cùng mà lại đi rất dài và đến kết thúc ở tinh hoàn. Ví dụ ở đây, này tôi bật tinh hoàn ra ngoài. Vì do cấu trúc của phôi thai, tinh hoàn di chuyển từ trong ổ bụng cho đi ra ngoài ổ bụng. Và đây chúng ta thấy như động mạch thận chẳng hạn, nó xuất hiện rất ngắn này, đi từ động mạch chủ sang thận là nơi ngắn nhất cho nó phù hợp để tránh sự thương tổn và tổn thương. Này. Chúng ta suy luận được. Này. Và hoặc là chúng ta có thể so sánh được về chức năng của các cấu trúc các cơ quan trong cơ thể chúng ta. Ví dụ các cấu trúc giữa bàn tay và bàn chân, các tên gọi các cơ có giống nhau không, các thần kinh giữa bàn tay bàn chân có giống nhau hay không, chức năng nó ra như thế nào, thì cái này chúng ta có thể so sánh và tái hiện được. Nếu chúng ta học tốt bàn tay, chúng ta có thể nắm được cấu trúc của bàn chân. Để chúng ta so sánh. Để so sánh, hoặc chúng ta có thể tái hiện được quá nhiều hình ảnh về sinh sát ở trên mô hình vân vân, để chúng ta có thể hình rõ hơn. Về sách giáo khoa chúng ta học thì chủ yếu ở đây chúng ta tất cả các môn, các phần sách thì sẽ được các bộ phận, các môn học thông báo cho chúng ta học. Đây, chúng ta học. Thì về giải phẫu thì chủ yếu chúng ta sẽ học chủ yếu về cái sách chính là cái sách dạng yếu giải phẫu người. Đây, sách dạng yếu giải phẫu người. Còn về về tham khảo thì chúng ta có các sách tham khảo như bài giảng về giải phẫu học chi trên, chi dưới, đầu mặt cổ, ngực bụng. À, và ngay cả một số sách của nước ngoài như Atlas, về răng, vân vân, thì chúng ta sẽ có thêm những cái sách tham khảo. Thì đặc biệt là cuốn Atlas thì mấy em nên có vì giúp chúng ta có thể học được ở tự học được ở những vùng vị trí mà chúng ta không có nhiều các phương tiện về trực quan, đúng không? Chúng ta sử dụng ở trên Atlas này. Một số tài liệu nước ngoài. Về phương pháp đánh giá môn học thì có lẽ em đã được thầy Vinh đã thông báo cho mấy em rồi, đúng không ạ? Và cách thức xử lý như thế nào, thi lại ra sao, vân vân. Thì cho nên ở đây tôi cũng không nói nhiều. Thì ở đây chúng ta chỉ nói về các điểm, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có ba cái điểm chính là điểm quá trình với tổng số 0,2. Và hồi nãy chúng ta nói đó chính là điểm phần kỹ năng, cho nên em phải cố gắng phần kỹ năng, đúng không ạ? Và cái điểm dự kỳ chúng ta sẽ lấy đó là điểm thi của môn sinh lý với tổng số là 0,3. Và còn lại là điểm thi cuối môn với tổng số 0,5. Trong đó có 3,5% là do điểm thi về lý thuyết và khoảng 15% đó là điểm thi về OSCE. Chúng ta thi chạy bài. À, chạy bài. Đây là thứ mà thi OSCE chúng ta gọi thi chạy bài. À, thi chạy bài. Chúng ta sẽ có những cái trạm và chúng ta đi qua những cái trạm từ cái theo một đường thống nhất từ ngoài vào trong và đi ra theo một luồng duy nhất. À, để chúng ta chạy trạm. À, chạy trạm. Phần này tụi em sẽ khi chúng ta thi chúng ta sẽ có phần thi thử và chúng ta sẽ có được cách thi như thế nào thì các giảng viên về thực hành sẽ hướng dẫn chúng ta rõ hơn. Như vậy đó là chúng ta nói qua về cái phần kết cấu của cái mô đun cơ thể người. À,
Thì sáng nay thì chúng ta sẽ nói một chút thôi về cái cấu trúc của mô-đun, và phần quan trọng đó là cái phần của giải phẫu, à, phần giải phẫu để chúng ta nắm để em có thể học tốt trong cái mô-đun này. Chúc mừng em đến với cái mô-đun cơ thể người. Bài chúng ta sáng nay tạm thời chúng ta ngưng ở đây. Chiều nay chúng ta sẽ vào hai cái bài quan trọng, đó là hệ tim mạch và hệ hô hấp. Tôi cũng đã gửi cái bài giảng cho mấy em. Mấy em có thể lấy về và chúng ta xem trước nhé. Mấy em tạm thời nghỉ ở đây nhé. Được không ạ? Em chào thầy. À, chào mấy em nhé. Mấy em có thắc mắc gì về bài này không? Là vậy không thì thôi chúng ta ngưng nha.